Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Phú Bình Thái Nguyên và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phường Bắc Sơn, thành phố Sông Công. Ở trận đấu đầu tiên này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ Bắc Sơn phía gần màn ảnh các bạn trong trang phục áo vàng và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Phú Bình Thái Nguyên phía xa màn ảnh các bạn trong trang phục áo đỏ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Điểm cho Phú Bình 5 đều. Hết rồi, 4 chạm rồi. Điểm cho Phú Bình 6 đều. Điểm cho Bắc Sơn 7-6. Điểm cho Bắc Sơn 8-7. Vạch rồi. Ngoài á. Điểm cho Bắc Sơn 9-7. Điểm Bắc Sơn 18. Điểm Bắc Sơn 11-8. Không được cắm bên này vào đây đâu. Cắm vào đâu?
không phải cắm vào đấy. Thế cắm thế nào? Chỉ cần cắm cái kia vào thôi. Này thôi gì? Vâng. Thế cái này để làm gì? Thế con đứng dịch ra. Cái đấy để cắm cho các sạc pin. Thế mà cầm thế này mày rung như này thì và làm gì được? Đây ngồi yên. Điểm cho Phú Bình 11 đều. Điểm cho Phú Bình 12-11. Mày chơi đội tàu tình quá. Các anh em sợ các anh mà. Nó bé rồi. Ôi giời, mình lôi hết cả đi. Cái pin yếu à? Yếu rồi thôi, chơi thì chơi, chơi thì chơi thôi. Phải cắm pin mà. Mày giật nó đổ máy của bà rồi. Con không giật nữa. Điểm cho Phú Bình. Để em cho bà làm một chút phần mà. Ai làm cái gì? Mà chơi thì nó mới hết, nhưng mà cái đã im nó làm nó hết. Điểm cho Bắc Sơn 12-14. Đừng lôi. Không để đi mình dùng. Điểm cho Phú Bình 15-12. Điểm cho Phú Bình 16-12. Điểm cho Phú Bình 17-12. Bắc Sơn 13-17.
đến Phú Bình 18-13. Điểm cho Phú Bình 19-13. Điểm cho Bắc Sơn 14-19. Điểm cho Phú Bình 20-14. Đừng lôi. Điểm cho Phú Bình 21-14. Kết thúc trong một, Phú Bình thắng Bắc Sơn 21-14. Xét hai trận chung kết giữa Phú Bình và Bắc Sơn. Tốt. Điểm cho Phú Bình 1-0. Mình lôi của bán lôi nó giật này là hỏng hết đi ra rồi. Người gần vào đây này. Thế. Điểm cho Phú Bình 2-0. Điểm cho Bắc Sơn 1-2. 1-2. 1-2, lật rồi, mới 1 thôi. Đặt lật thế là đúng rồi. Điểm cho Bắc Sơn, 2 đều. Tốt rồi, điểm cho Phú Bình 3-2. Điểm cho Phú Bình 4-2. Điểm Phú Bình 5-2. Điểm cho Bắc Sơn 3-5. Bắc Sơn 4-5.
điểm cho bác Sơn 5 đều. Lên trên đi để len ở dưới thủ. Răng cho nó dịch gần vào đây này, cái răng răng này.
con cứu vào, cứu vào, cứu vào. Ôi giời. Điểm cho Bách Quang 9-11. Điểm cho Phú Bình 12-9. Cố lên. Điểm cho Phú Bình 13-9. Cố lên lại chúng nhà. Điểm cho Phú Bình 14-9. Điểm cho Bắc Sơn 10-15. Điểm của Bắc Sơn 11-15. Điểm cho Bắc Sơn 12-15. Điểm cho coi rồi, coi rồi, coi rồi. Bên kia B, coi bên này. Bên mình được điểm 17. Điểm bên này. Trọng tài coi phát đi. Đấy, 17, 12 cho Phú Bình. Coi cái gì? Ở trong
Có nhảy đâu? Quả đấy ai nhảy? Điểm Bắc Sơn 13-17. Ủa giỏi đấy, mày lôi đấy, mày lôi thật lực đi, mày lôi luôn vào đi. Hai lần đổ. Điểm cho Phú Bình 19-13. Mười chín là đến anh rồi. Điểm cho Bắc Sơn 14-19. Điểm cho Phú Bình 20-14. Cố lên, còn quả nữa thôi. Về sớm. Điểm cho Bắc Sơn 15-20. Điểm cho Phú Bình 21-15. Chung kết trận chung kết là đội Phú Bình thắng đội Bắc Sơn 21-15, thắng 2-0.